Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức Cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã giải quyết triệt đề những băn khoăn, bế tắc của cách mạng Việt Nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ. Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt. Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giai đoạn này tuy diễn ra quyết liệt, song cuối cùng đều bị thất bại. Vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời tổ quốc, ra đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1920, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin đã soi rọi cho Nguyễn Ái Quốc. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì trước hết phải có đảng cách mệnh. Từ nhận thức đó, Nguyễn Ái Quốc ra sức chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản đã quyết định thống nhất 3 tổ chức: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái hội nghị đó thì mới có 2 tổ chức tham dự họp thôi. Còn cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thì chưa cử được đại biểu ra kịp, ra dự hội nghị được kịp. Cho nên là đến 24 tháng 2 năm 1930 thì mới kết nạp cái Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản. Từ đây, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo nên nguồn lực cách mạng vô cùng to lớn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, giành những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển, chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững. Vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Gắn bó máu thịt với nhân dân kể từ khi ra đời, Đảng luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối. Sự nghiệp lãnh đạo của Đảng là vì dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Thực tiễn 94 năm qua đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, Đảng ta đều phát huy được sức mạnh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục lập nên những kỳ tích, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: Trong suốt chặng đường 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sáng suốt đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn và lãnh đạo dân tộc Việt Nam anh hùng giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vào năm 1975. Bước sang giai đoạn mới của cuộc cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trải qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh vững mạnh, đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.
là người đồng chí, anh em, thân thiết. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 94 năm qua. Và coi đây là những bài học quý báu, nguồn cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của Lào. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu và thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt thời gian qua. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng Nhân dân Campuchia hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Theo phương châm, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhân dịp này, Đảng Nhân dân Campuchia chúc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong việc phát triển đất nước để hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Thưa quý vị, Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng. Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14. Đây cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, 1/1/2004, 1/1/2024. Với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng phát triển, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả cho thấy 18 trên 18 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng của tỉnh, đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của cả nước. Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định tặng huy hiệu Đảng cho 107 đảng viên, trong đó tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 35 đảng viên, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 38 đảng viên, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên và truy tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.